cái này đâu nhận được hả? Cái màng này là nhìn qua là các bạn biết nghe nó kiểu gì không? Với cái màng như này, đố các bạn biết cái màng nào nghe hay? Cái màng này là nó mới hay nè. Theo kinh nghiệm của những người chơi nhạc mà gọi là chơi đồ cổ, là cái loa mà tiếng á, cái sóng này nè, nó ít sóng rồi à, tiếng nó bay. Còn mà cái này mà nó sần sùi mà nó cứng ngắc á, nghe tiếng dở lắm nha. Này là màng, này là thiết kế thì kiểu màng giấy cổ điển nè. Đó, nhìn cái màu sắc của nó, màu giấy nó phải phai nha, giấy mà không phai mà sơn lên nữa là giấy đẻo nha, đồ đẻo. Đây, còn bây giờ là keo cái đít đó, còn thương hiệu gì? Ồ, có nhìn cũng dễ thương đó. Coi, mình thử xem coi. À, RCF, nói chung là thương hiệu đó. À, thương hiệu thì ngày xưa nó khác, nhưng thương hiệu bây giờ nó tùy theo nó xuất xứ ở đâu. Ví dụ như ở China, hoặc là Italia, hoặc là ở Việt Nam ha. Nhưng mỗi thứ nó đều khác nhau nha các bạn. Mỗi cái cặp loa, mỗi cái sản phẩm nó xuất xứ đi đâu, giá trị, giá thành nó bao nhiêu, nó tùy theo cái nước đơn vị đặt hàng á. Và cái nhu cầu cao của những người ta tiêu dùng của cái âm thanh á. À, chứ không phải là cái loa nào nó cũng giống loa nào, mà nước nào cũng giống nước nào đâu, không phải đâu. Loa xuất qua một cái đất nước cao cấp thì do đơn vị đặt hàng là cái linh kiện nó phải cao cấp hơn. Cũng là cái hình này nhưng mà ví dụ có thể mỏng hơn. Ví dụ như là cái độ gang này nó sẽ mỏng hơn, nó rẻ tiền hơn. Và chất liệu của nó được giảm dần đi, cho nên đắt rẻ nó không quan trọng. Một thương hiệu nhưng mà nghe nó đều khác nhau, tùy theo ha. Đây là một cái loại từ neo mà các bạn bảo tại sao mà sao nó nhỏ xíu mà đánh dữ vậy. Có nhiều người nhầm qua cái loa ngày xưa là cái loa côn, nó nhỏ xíu là loa tiếng. Nhưng bây giờ cái từ neo này là nó tích hợp được trong đây là cả bát cả tiếng luôn. Đánh bát rất mạnh mà tiếng rất sáng. Đó, đây là từ neo. Neo là một trong cái linh kiện loại đất cao cấp tinh khiết do khoa học người ta nghiên cứu và bộ đồ âm thanh lên ha. Còn riêng mình thì mình không biết, mình chỉ biết giải trình như vậy thôi cho các bạn cùng nghe. Đó. Mình chơi âm thanh mình phải hiểu, mình chơi nó mới hay. Mình không hiểu chứ không hát đâu. Thứ hai nữa là mình nghe là mình biết được từng cái sản phẩm thì mình mới có kinh nghiệm. Còn mà riêng mà loa hư á, cứ yên tâm, nó bể màng gãy góc là có người sửa hết cho các bạn luôn. À, sẽ có người sửa hết cho các bạn, ship từ A tới Z luôn, khắp cả nước luôn. À, tiền ship là các bạn tự trả, còn sửa loa các bạn phải tính tiền sửa loa thôi. Còn chúng tôi sẽ phục vụ cho các bạn từ thùng loa đến đóng loa cũ, nâng cấp sửa chữa lại những thùng loa cổ, chúng tôi làm hết để giao cho các anh chị ha. Đây là mình chia sẻ cho các bạn. À, sửa chữa các loại loa gửi từ tỉnh miền Bắc vô. À, riêng chơi âm thanh thì nó đòi hỏi là những cái người phải có kinh nghiệm và kiến thức, chứ không phải là thích làm mình chơi nó được đâu. À, mình thích mình chơi nó cũng không được, cho nên mình chơi cái kinh nghiệm giao lưu học hỏi, là trong cái lĩnh vực âm thanh nó được thay đổi liên tục. Có nhiều người mua cái dàn âm thanh có 30 triệu mà cái dàn người ta cả tỷ, bảo cái dàn nhà ông ấy đánh dở quá. Cho nên là chia sẻ với các anh chị là như vậy nha. Còn vàm loa hỏng hóc thì cứ yên tâm, cứ đến nhà của ông Quang Thọ nè, gần giáo xứ Thiên Phước nè, đến đó là đừng chân cái đến chỗ nhà thờ đưa loa vô, cứ đi đâu thì đi, không cần gọi điện, đến nhà thờ chạy tạt ngang qua là đưa cho đây hỏi là thọ loa là ai cũng biết đó, không có phải lo. Đây nhìn mặt là tránh bị giao sản phẩm nhầm hàng nha, nhìn mặt mà là con mặt là đó, nhìn cái mặt là biết không. Tao nói bây giờ là thương hiệu là chính, đây là cái mộc đó, cái mộc là cái mạc của ông đó. Mộc mạc nào nào đây đó. Chắc đi đâu cần phải mang đi để gọi điện đâu. Cứ đến đây ông không có nhà, dục vô đây luôn, ném qua hàng rào cũng được, kìa hàng rào dục vô. Đó, dục vô dính như đây là thấy không? Loa mà dục vô dính đây là thấy không? À, các bạn cứ đến giáo xứ Thiên Phước, phường Phước Hưng có đi qua. Hỏi anh Thọ sửa loa. Chuyên sửa các loại loa audio từ loa cũ đến loa mới, cứ yên tâm chơi thoải mái, cháy sửa rửa không có sao, không có nhiều tiền đâu, đừng có lo ha. Rồi ship toàn quốc luôn, ship toàn quốc nha. Các bạn không biết sửa ở đâu thì cứ đến đây người ta sửa cho. Nói chung nhiều cái cặp loa các anh chị rất là tiếc do đồ quà tặng nước ngoài gửi về, có những cái đôi loa tới nơi bây giờ có khi cả 300-400 triệu nhưng mà hư không sửa đâu, thì cứ đến đây. Đó, nhìn cái mặt này, nhìn cái mặt giống mặt loa nè, đó là gọi là thỏ loa. Đó, người ta làm
loa cũng là thọ, là thọ loa nha. Còn về sản phẩm thì các bạn cứ yên tâm, thay đồ các loại thùng loa, sửa thùng loa, các bầu xô mà đi mà thùng loa bị bể muốn sơn lại, có đội ngũ của chúng tôi làm hết từ A tới Z, làm theo công nghiệp đàng hoàng, máy móc nhập, máy móc công nghiệp của ngành gỗ và sơn công nghệ cao. Đó, thùng loa các anh chị có thể sơn bất kể một loại gì, chống phai màu chúng tôi cũng làm được hết. Đó, theo nhu cầu của các anh chị. Đó, đội ngũ nhân viên chúng tôi được làm việc rất nhiều năm kinh nghiệm với người nước ngoài xuất khẩu ngành gỗ, à, Nhật, Nam, Pháp. À, thì mình chia sẻ với các bạn có thể là có nhà cửa mà xây làm âm thanh audio, chúng tôi sẽ phục vụ cho các anh chị những cái thiết kế độc đáo độc quyền. Thứ hai là những cái kệ trưng bày âm thanh. Thứ ba là làm cho các doanh nghiệp phòng họp, nội thất dành cho các chuyên gia, những người về đây lập nghiệp để xây dựng thương hiệu ha. Rồi, ok, cảm ơn các bạn. Nói chung đồ đều sẵn nó chắc nhưng mà gỡ thì nó bể, đúng không nào? Đồ xin soạn thì nó chắc, gỡ thì nó bể, mà cái đồ xin nó soạn vừa tới mà nó lại chắc. À, công ty nhưng mà công ty thì công ty 6 tỷ đúng vậy, mà cũng là công ty, công ty 6 tỷ. À, các bạn thấy chưa, không phải lo, là công ty 6 tỷ chuyên sơn các loại vỏ loa vẽ hàn, nhưng mà đồ cao cấp thôi nha. Nhưng mà đồ này thì nói chung là các bạn mua rất là rẻ, các bạn vào TikTok shop 6 tỷ. À, có rất là nhiều loại loa rời, nhiều loại loa hãng loa nổi tiếng được trưng bày bán một cái giá rất là sỉ và lẻ, rất sỉ và lẻ, giao ship toàn quốc luôn. Đấy, đây là cái chép này, là cái chép lụa này các bạn, là chép kéo kéo, do kéo kéo đập dữ quá cho nên nó chảy. Nói chung là mua cái loa kéo kéo 10 triệu giờ bán 1 triệu chắc không ai mua đâu. Đây, đây là các bạn, những cái loa này này nói chung là chỉ là cấp bách để giải trí, phục vụ cho cái gia đình nhà mình, gọi là nhà có công có tiền công việc là mình làm thôi. À, chứ thực tế là tiền nào là của đó, nó còn theo cái nhu cầu mà cấp bách. Rồi, các bạn cứ đến ném loa qua. Rồi, loa từ ta nói từ loa sân khấu quay trời, ta nói dục la liệt, không cho ăn cho ngủ nằm trên loa luôn đó.